lần trước đó tôi đã xịt nhiều lần rồi, nhưng mà cũng thấy là người ta nói là có xịt không có tác dụng gì mấy. Nên cuối cùng thì tôi nhờ công ty BioCopSen tư vấn, cho nên lúa tôi nó cầm cái mọc lại trở lại. Trước khi phun thì thấy rầy nó rất đen với nó bạc cái gốc à. Bây giờ thấy không còn rầy nào nữa. Xin chào quý khán giả, chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Cây Lúa Cần Thơ, kênh chia sẻ về tình hình canh tác lúa tại khu vực thành phố Cần Thơ. Những ngày qua, trên khắp các trà lúa đồng bằng sông Cửu Long, nỗi lo âu của quý bà con lại dấy lên với sự xuất hiện của rầy phấn trắng. Đặc biệt là khi các trà lúa tại Vĩnh Thạnh đang ở giai đoạn cuối cùng chuẩn bị về đích, cánh đồng xanh mướt bỗng chốc chuyển thành biển lá vàng. Đồng cảm với nỗi lo của bà con khi thấy cánh đồng đang dần ngã vàng dưới tác động của rầy phấn trắng, anh em kỹ thuật đã cấp thiết xuống thăm đồng và hỗ trợ những giải pháp kịp thời và hữu hiệu để cứu vãn mùa màng cho bà con mình. Thì Quốc Chí xin kính chào quý khán giả cũng như là quý con thân mến. Thì hôm nay thì Quốc Chí cũng đang có dịp đứng tại đây là cái miếng ruộng của chú Hoạch. Dạ. Có thể giới thiệu của mình ruộng này là ở khu vực nào của Chính Thạnh không chú? Ở đây là ấp H2 xã Thành An, huyện Bình Thạnh, thành phố Cần Thơ. Dạ. Thì ở cái clip vừa rồi á, thì Quốc Chí cũng có chia sẻ bà con mình về cái đoạn clip phân biệt giữa cái dàn lá chín sớm và cái gầy phân trắng, nó làm cái dàn thực lá chân đó bà con. Thì cũng ở cái kinh hắc này luôn, thì hôm nay Quốc Chí cũng có dịp quay lại cái miếng ruộng của bà con trong khu vực này, cũng đã có áp dụng một số cái giải pháp để bảo vệ lại cái ruộng lúa nè, hạn chế cái tình trạng dàn và giúp cho nó vô gạo đó. Không biết là cái lúc cái ruộng mình bị dàn nè, chú ngay bay từ ban đầu á, chú có nghĩ là nó do cái nguyên nhân nào không chú ạ? Tôi nghĩ là chắc là nó vàng lá do thời tiết. Chứ còn theo nhiều thông tin nói rằng là cái ảnh hưởng của rầy phấn trắng thì không có nhiều. Đèn trước đó tôi đã xịt nhiều lần rồi, nhưng mà thấy là người ta nói là có xịt không có tác dụng gì mấy, nên tôi không có sử dụng cái thuốc để xịt sâu trổ. Nghĩa là lúc đầu là mình cũng chưa có biết nó là vàng do gầy phấn trắng đó. Yeah. Thì lúc đầu mình cũng ưu tiên chọn cái thuốc nấm để đúng rồi, đã xịt rất nhiều lần rồi, nghe nhiều thông tin cho nên là mình không có quan tâm tới nó. Yeah. Mình phun cái thuốc nấm thì mình phun thấy hiệu quả nó làm sao? Thì tôi thấy càng ngày nó càng đỏ ra. Nên cuối cùng thì nhờ công ty BioCopSen tư vấn cho nên lúa tôi nó cầm cái mẫu lại trở lại. Yeah. Thì hầu như là vừa rồi là mình chưa có nhận thức kỹ cái nguyên nhân đó, đúng không? Đấy, đúng rồi. Nên là mình chưa có chọn cái giải pháp để mình phun cho nó chính xác. Thì bữa đó làm sao mà chú gặp được anh em kỹ thuật, cái anh em thăm rồi tư vấn cho chú phun lại đúng không? Thì cái đây bà con ở đây thì họ giới thiệu này. Đấy, họ cũng đã được tư vấn cho nên họ giới thiệu. Nói rằng lúa họ cũng bị cái tình trạng vàng đó. Nhờ chú Trí, chú Trường thăm đồng. Yeah. Rồi tư vấn thuốc thì ruộng của họ đã phục hồi, vì được tư vấn là vàng lá do rầy phấn trắng nên là xài Tipina, rồi sau đó là để cho nó phấn lúa cũng phục hồi đó, thì sử dụng Combi Plus A và Hitop. Sẵn đây cũng chia sẻ bà con luôn về cái giải pháp mà hôm trước anh em kỹ thuật cũng có tư vấn chọn cái miếng ruộng của chú Hoạch, là do là miếng ruộng lúc đó là đang trong cái giai đoạn là trong trái me gần đổ đuôi mà vẫn còn ảnh hưởng rất là nặng của cái đối tượng gầy phấn trắng. Thì anh em cũng có tư vấn cho chú là cái giải pháp thứ nhất là để diệt hạ một số con gầy bằng cái giải pháp đó là mình phun bằng cái sản phẩm Tifina để hạn chế con gầy. Cái thứ hai là mình kèm thêm cái dinh dưỡng Complete A để hỗ trợ cho nó cầm lại cái màu xanh của cái lá nè, để tăng cường cái khả năng quang hợp cũng như là giúp cho cái bông lúa của bà con mình nó vô gạo, nó hạn chế cái tình trạng bị lép do cái lá mình nó bị vàng nhiều quá. Với thứ hai là mình kèm thêm cái Hitop đó chú, để mình quản lý luôn cả cái nấm bệnh, phổ rộng cũng như là giúp cho cái hạt lúa nó sáng hơn. Thì không biết là sau cái cử phun đó rồi thì hôm nay chú thấy cái tình trạng lá của mình cũng như là cái bông, cái độ vô gạo của nó có phục hồi lại bằng nào không theo cảm nhận của chú? Cách đây mấy ngày thì trước khi phun thì lá nó đỏ lắm, hôm nay thấy cái màu xanh nó trở lại rồi, hy vọng rằng cái màu xanh nó sẽ cầm và
tiếp tục phun thuốc để phun thuốc bước cuối để có cái đạt được năng suất tối ưu. Chỉ bữa kèm lại thấy cái lá nó xanh này, chú thấy cái bông này, vậy chú cầm thử một vài bông á, chú coi cái khả năng vô gạo nó như thế nào. Hôm nay lúa được 77 ngày này, thì trồng cậy là cũng đã khá cứng rồi. Đây, như bây giờ thì còn hai chú cháu mình sẽ kiểm tra coi cái độ vô gạo trong cậy nó luôn hai hai chú Bạch. Bây giờ như ở đây như cái vé trong cậy luôn thì hai cái hạt đó nè. Bây giờ mình sẽ tách thử cái vỏ chấu ra mình coi cái phôi nó có vô hay là không. Dạ. Mình thấy nè. Thì cái phôi nó cũng có bắt đầu có cái phôi nó bắt đầu nó vô gạo lại rồi nè. Giờ mình chỉ cần mình hỗ trợ thêm dinh dưỡng để cho nó no nó được đang như cái phôi này chú Bạch. Tách ra là mình sẽ thấy Sẽ có gạo. Dạ. Cho nên là cái khả năng phục hồi nó cũng đã có phần nào rồi, cho nên nó sẽ hạn chế cái tình trạng lép. Tại vì thường thì cái vàng do gầy này đó, cái lá vàng thì dĩ nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng vô gạo của nó rất là nhiều. Cho nên cái việc là mình phải hỗ trợ dinh dưỡng cũng như là giữ lại cái lá nè, để hỗ trợ lại một phần nào đó cái khả năng quang hợp, nhưng mình kèm dinh dưỡng để kích thích cho nó vô gạo lại. Cho nên là sẽ đỡ hơn so với mà mình xử lý thuốc khi nấm không. Thì như chú cháu mình cứ bóp lên, nhưng cái hạt này là nó đã no rồi nè, có sữa luôn rồi nè. Dạ. Yeah. Trước mắt là chú Bạch phun lại cái giải pháp quản lý gầy của bên con đó, thì chú Bạch đánh giá là cảm nhận thực tế nó đạt theo ý của chú muốn chưa? Thì tôi thấy trước khi phun thì thấy rầy nó đã đen với nó bạc cái gốc à. Bây giờ thấy không còn đầy nào nữa. Bữa nay quơ là thấy không còn bay nữa đó hả chú Bạch? Nên khả năng vô gạo thì nó sẽ hơi chậm, nhưng mà mình vẫn có cách để mình bổ sung cho nó. Thì chẳng đây thì do là cái miếng ruộng của mình, cái tỷ lệ bị ảnh hưởng gầy trước đó nó rất là nặng, cho nên là quan sát kỹ nha, thì cái lá vàng nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mình chỉ giữ nó cầm xanh lại được những cái phản này thôi, có nghĩa là ấu trùng nó nằm ở đâu thì cái chỗ đó nó bị vàng ở đó chú Hoạch. Thì bây giờ sẵn đây thì thêm một cử nữa đó, thì cũng khuyến cáo chú để giúp cho nó tăng cường mạnh thêm cái khả năng vô gạo để cho nó kịp với cái thời gian cắt á. Thì ở cái cử cuối này nè, thì bà con cũng như là chú Bạch nè, có thể là phun thêm một đợt nữa. Mình sẽ sử dụng cái sản phẩm là Combilet A, và mình có thể là kèm thêm một cái sản phẩm đó là cái Kali, để tăng cường cho nó cái khả năng vô gạo và giữ xanh nhánh vé. Giữ chặt thời xanh nhánh vé thì khả năng vô gạo nó tới cắt cũng sẽ tốt hơn. Cho nên nó cũng sẽ hạn chế rất là nhiều cái vấn đề mất năng suất do cái tình trạng lép cho con gầy này đó hay chú Hoạch. Dạ. Thì nay cũng cảm ơn chú Hoạch thì cũng chia sẻ với con thực tế về cái miếng ruộng của mình ở vực ở đây là kinh H2 hả chú? H2. Nay cũng có một số lưu ý để chia sẻ với bà con mình á. Thì đầu tiên là bà con mình cần phải xác định rõ cái nguyên nhân gây nên cái vàng lá. Mình xác định rõ rồi đó chú, mình sẽ có cái giải pháp thích hợp nhất để mà mình chăm sóc cho nó cách tốt nhất. Cái thứ hai, khi mình xác định được rồi, mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm quản lý gầy cho nó tốt. Là thứ hai là hỗ trợ để cầm lại màu lá cũng như là vô gạo tốt hơn đó hai chú Hoạch. Thì sáng đây thì cũng chúc chú là từ đây khoảng thời gian từ đây tới cuối á, là ruộng mình nó cũng phục hồi lại tốt hơn, cho nên là cũng phần nào đó để ổn định lại được cái năng suất của toàn vụ luôn hai chú Hoạch. Dạ, rồi cũng cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn công ty. Chúc các chú Trí, chú Trường nhiều sức khỏe để phục vụ bà con. Dạ, con cũng cảm ơn cho chú.